Thưa quý vị, đoàn công tác tỉnh ủy Đồng Nai do đồng chí Quảng Minh Cường, Phó Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với huyện ủy Xuân Lộc về công tác nội chính tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2022. Trong 6 tháng qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững ổn định. Các nhiệm vụ quân sự quốc phòng được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Không có các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tín dụng đen trên địa bàn huyện. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022 được triển khai thực hiện đúng tiến độ và đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Giao quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Quảng Minh Cường, Phó Bí thư tỉnh ủy, đề nghị các đồng chí trong cấp ủy trong thời gian tới cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác nội chính, từ hoạt động tiếp dân cho đến công tác thanh tra kiểm tra, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo. Hàng quý cần phải sơ kết tổng kết đánh giá, phát hiện ra những nguyên nhân tồn tại để kịp thời khắc phục. Cán bộ làm công tác nội chính xác định phải luôn giữ gìn đạo đức người cán bộ làm công tác nội chính, công tâm, vô tư, tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.